Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Của chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ mỗi ngày trên kênh IDC Life. Thưa quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta mới chỉ biết đến cái tình trạng tác dụng hay còn gọi là mãn kinh ở người phụ nữ, còn người đàn ông thì lại không có biểu hiện này. Và cái việc testosterone ở trong người đàn ông không ngừng bài tiết ra và nó chỉ giảm đi khi mà độ tuổi của người đàn ông tăng cao hơn. Vậy thì ngày hôm nay đồng hành cùng với chương trình sẽ là bác sĩ Nguyễn Thành Luân sẽ cùng chúng ta trao đổi về cái chủ đề hạn sử dụng tình dục của nam giới. Ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay bác sĩ Nguyễn Thành Luân sẽ giúp quý vị giải đáp tất cả những thắc mắc xoay quanh vấn đề này. Xin chào bác sĩ Nguyễn Thành Luân ạ. Xin chào MC và xin chào quý vị khán giả của chương trình Sống Khỏe cùng IDC Live. Vâng, bác sĩ Luân thân mến, dưới con mắt của một chị em phụ nữ và phong độ đàn ông thì thể hiện là ngoài cái hình thức bên ngoài như là dáng người cao to, cơ bắp săn chắc thì cái giọng nói nam tính ga lăng với phụ nữ. Tuy nhiên thì đối với phụ nữ đã có gia đình thì lại cho rằng phong độ của người đàn ông thì không chỉ thể hiện qua hình thức bên ngoài mà còn cả cái chất lượng bên trong và phải thể hiện được phong độ trong sinh hoạt vợ chồng. Vậy cái dưới góc độ của y học thì bác sĩ nghĩ gì về điều này ạ? Xin cảm ơn câu hỏi rất là thú vị của MC. Rõ ràng là để làm nên cái phong độ của đàn ông sẽ phải kể đến rất là nhiều yếu tố khác nhau, như là hình thức bên ngoài, hoặc là sự nghiệp, hoặc là cái cử chỉ, hành động nam tính, vân vân. Tuy nhiên là xét một cách chung nhất và về phương diện y học thì chúng ta đề cập đến ba cái keyword, đó là cương, cường và trường. Thứ nhất là cương độ. Cương độ đối với các anh đó chính là cái tình trạng cương cứng của dương vật. Nó quyết định rất là lớn đến cái cảm hứng, cái hứng thú trong cuộc yêu của hai người. Thứ hai là cường độ, tức là cái sự dẻo dai, cái tần suất quan hệ của các anh nam giới, ví dụ như là 2 lần hay 3 lần hay thậm chí là nhiều hơn. Và sức khỏe nó vai trò rất là quan trọng để quyết định cái tính chất này. Rõ ràng nếu như không có được sức khỏe tốt thì rất là khó để làm được chuyện này thường xuyên. Và thứ ba là trường độ, đó chính là sự dẻo dai, sự hưng phấn mà sau cuộc yêu, không phải là sự nặng nề tại chỗ vì mệt mỏi, vì quá sức, mà là sự hưng phấn, là sự khoái cảm và tạo được cái nguồn cảm hứng trong cuộc sống và công việc. Vâng, để duy trì phong độ của đàn ông thì việc ăn uống và sinh hoạt hợp lý, khoa học là hết sức cần thiết. Tuy nhiên thì có rất nhiều thói quen vô tình khiến nam quý ông khó duy trì được phong độ. Cụ thể đó là những thói quen nào thưa bác sĩ? Bác sĩ có thể liệt kê cho quý vị những cái thói quen rất xấu mà lại rất thường xuyên bắt gặp trong đời sống thường nhật. Ví dụ như là các anh không bao giờ tạo cho mình những cái thói quen là nghỉ ngơi giữa các cái giờ làm việc, tức là mình chia nhỏ các giờ làm việc ra để nghỉ ngơi thì không có. Họ thường cắm đầu vào công việc liên tục, không có giờ nghỉ ngơi, rồi về nhà lại ôm công việc về nhà, không có thời gian dành cho giải trí cho vợ con. Thế rồi họ không bao giờ xây dựng cho mình một cái chế độ dinh dưỡng phù hợp, thường bỏ bữa hoặc là ăn một cái gì đấy thật là nhanh, thật là tạm bợ để còn lao đầu vào công việc. Hoặc là họ lạm dụng, có thể là do công việc thôi, cần phải tỉnh táo, nhưng họ lạm dụng những cái thực phẩm như là rượu, bia hoặc là cà phê, thậm chí những anh còn sử dụng thuốc lá hoặc là ma túy nữa, để mà họ biện minh rằng là tôi cần phải tỉnh táo, tôi phải uống thuốc lá, tôi phải uống cà phê, vân vân. Tuy nhiên những thói quen ấy đều ảnh hưởng rất là xấu đến sức khỏe nói chung và đặc biệt là phong độ của các anh. Ngoài ra thì cái việc sử dụng điện thoại di động hoặc là laptop hoặc là những yếu tố sinh nhiệt khác cũng ảnh hưởng rất là nhiều
đến cái chất lượng của tinh trùng và thông qua đó có ảnh hưởng đến cái phong độ của các nam giới. Và việc và một cái việc chắc chắn rằng là nếu như các em không thay đổi thói quen và gây dựng cho mình những thói quen tốt thì cái phong độ nó không chỉ đi xuống mà nó đi xuống rất là nhanh và thậm chí không thể kéo nó lên lại. Vậy thì phong độ đàn ông có hạn sử dụng không thưa bác sĩ? Và theo bác sĩ thì những dấu hiệu nào trên cơ thể có thể nói lên phong độ yếu kém của một người đàn ông ạ? Nếu như nói về hạn sử dụng, có thể chúng ta sẽ không đưa ra một hạn sử dụng cho các anh nam giới. Nhưng cái giai đoạn mà cái phong độ đi xuống thì có. Đấy. Và người ta thấy rằng là ở cái độ tuổi 44 hoặc là 45 tuổi là cái độ tuổi bắt đầu có những cái dấu hiệu đầu tiên mà cho thấy rằng là phong độ của các em đang đi xuống. Tuy nhiên thì phụ thuộc vào cái công việc, cái ngành nghề, rồi thì cái lao động của các anh, rồi cái nhận thức vân vân, lối sống thường ngày của các anh, thì cái độ tuổi này có thể đến sớm hơn hoặc đến muộn đi. Tuy nhiên cái vấn đề mà chúng ta quan tâm đó là kể cả là nó đến sớm hơn hay muộn đi thì cứ đi theo gốc đấy, chúng ta cần phải có những quan tâm đặc biệt về sức khỏe để duy trì cũng như là kéo dài cái phong độ của các anh. Vậy theo bác sĩ làm cách nào để lấy lại và duy trì phong độ đàn ông? Liệu tuổi phong độ của đàn ông thì có tính toán được và nếu có thì là bao lâu ạ? Làm sao để mà giữ gìn cũng như là nâng cao phong độ cho các anh thì không phải ai cũng là người thấu hiểu hoàn toàn về cái vấn đề này. Thì hôm nay bác sĩ cũng rất là vui được chia sẻ với các quý vị khán giả về cái câu hỏi mà rất là nhiều người băn khoăn. Rõ ràng là để xây dựng, duy trì cũng như là phát huy cái phong độ của các anh nam giới thì có rất nhiều yếu tố cần phải thực hiện. Nhưng đầu tiên đó chính là sự thay đổi từ trong suy nghĩ. Tức là các anh phải thực sự mong muốn được cải thiện phong độ của mình, được duy trì và được phát huy phong độ của mình. Thì từ đó các anh mới xây dựng nên những cái hành động cụ thể phù hợp. Đó là vấn đề thứ nhất. Thứ hai đó là để mà cải thiện cái phong độ của các anh thì đầu tiên đó là các anh cần phải xây dựng cho mình một cái thời gian biểu sinh hoạt, lao động, học tập, giải trí phù hợp, lại xen kẽ khoảng thời gian với nhau để tránh những cái tình trạng stress trong công việc nó quá dài. Cái thứ hai là có một cái chế độ dinh dưỡng phù hợp với cái đối từng cái đối tượng đó, đặc biệt là những cái thực phẩm tốt cho sức khỏe sinh lý nam như là thịt bò, như là hàu, như là tôm, vân vân. Cái thứ ba đó là phải thay đổi cái lối sống thường nhật với những thói quen xấu và thay vào đó là những thói quen tốt. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích vừa rồi của bác sĩ Luân ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đến đây thì chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life cũng xin phép được khép lại tại đây. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào muốn hỏi chương trình thì có thể liên hệ đến số điện thoại 0854400102 hoặc gửi thư đến địa chỉ email tuvanbacsi115a@gmail.com. Đừng quên chương trình của chúng tôi được phát sóng vào 20 giờ mỗi ngày trên kênh IDC Life. Còn bây giờ thì Lê Vân và bác sĩ Nguyễn Thành Luân xin phép được gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.